Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính thưa quý vị và các bạn, dù ký hợp đồng làm cố vấn của câu lạc bộ Bắc Ninh, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông vẫn sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển hoặc câu lạc bộ khác trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Sáng nay ngày 20 tháng 2, công ty đại diện của ông Park Hang-seo, Digital Magic, thông báo huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại với thế giới bóng đá dù bận rộn với công việc ở câu lạc bộ Bắc Ninh. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể nhận đề nghị làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hoặc các câu lạc bộ chuyên nghiệp khác. Thời gian vừa qua, bản hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam chính là đề tài mà báo chí và người hâm mộ quan tâm nhiều nhất. Trong diễn biến mới đây trên trang mạng cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo thông báo tái xuất với bóng đá Việt Nam sau 5 năm. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Sau 5 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam, tôi mong muốn được đem đáp tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo là dự án mà tôi dành nhiều tâm huyết sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và giờ đây tôi muốn tiếp tục làm nhiều hơn thế nữa. Và xin được chia sẻ với các bạn rằng tôi sẽ có cuộc gặp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi cùng VFF sẽ thương thảo về việc ký kết hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam sắp tới. Tôi muốn tiếp tục đóng góp để lại những di sản cho bóng đá Việt Nam sau một năm nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy nhớ bóng đá và sẵn sàng dốc hết sức để trở lại công việc mà tôi đã tâm huyết bấy lâu nay. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trong kế hoạch sắp tới. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn." Trước đó, ông Park Hang-seo từng được đồn đoán liên hệ với nhiều đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Một số câu lạc bộ ở Việt Nam cũng liên hệ với huấn luyện viên Park Hang-seo như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hà Nội, nhưng chưa có bản hợp đồng nào được ký kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết thêm, trước khi ký kết hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ nói chuyện kỹ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi muốn tạo ra làn gió mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Một chiến thuật mới gồm những cầu thủ cũ và những cầu thủ mới. Tất cả sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một đội bóng đáng xem. Ông Trousseau thất bại ở thâm quyến dù mùa trước đã vô địch. Đội bóng rơi vào tay ông Trousseau đã bị xuống hạng vào mùa giải sau đó và lần đầu tiên làm được kỳ tích này ở Trung Quốc. Ông ta đã trẻ hóa và thay đổi chiến thuật một cách vô tội vạ. Kết cục hiển nhiên là sẽ lại tới đội tuyển Việt Nam. Không hiểu các nhà tuyển trạch có nghiên cứu các đội bóng mà ông Trousseau dẫn dắt hay không, và cách mà ông ta bị thu hợp đồng trong 20 năm nay, cách mà đội bóng sa thải ông Trousseau. Quay trở lại với ông Park Hang-seo, kết quả làm việc giữa ông và VFF đang tiến triển rất tốt. Ông nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm mà mối quan hệ giữa hai bên rất tốt đẹp. Sau một năm ông nghỉ ngơi và đang thất nghiệp, nếu như ông Park Hang-seo ký kết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này sẽ trở thành vị chuyên gia được trả lương cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, khi đến Việt Nam năm 2017, ông Park Hang-seo nhận lương là 20.000 đô la, tức là khoảng 470 triệu đồng một tháng. Sau đó, lương của ông Park Hang-seo được nâng lên là 50.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 1,17 tỷ đồng sau thuế. Theo một số nguồn thông tin từ VFF, nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam để kế nhiệm huấn luyện viên Philippe Trousseau, chắc chắn mức lương của ông sẽ không thấp hơn so với con số vừa nêu. Mức lương của vị huấn luyện viên Park Hang-seo cao hơn nhiều so với lương của ông Philippe Trousseau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021, huấn luyện viên Philippe Trousseau hưởng lương khoảng 128.000 đô la, tức là khoảng hơn 3 tỷ đồng một tháng. Cả mức lương mà ông Park Hang-seo và ông Philippe Trousseau trong quá khứ đều là mức lương trả theo hình thức xã hội hóa, tức là có doanh nghiệp hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trả lương cho hai vị chuyên gia này. Theo tiết lộ từ phía VFF, thời gian tới này tiếp tục được các doanh nghiệp tài trợ để trả lương cho huấn luyện viên ngoại kế nhiệm vị trí của huấn luyện viên Philippe Trousseau. Sở dĩ mức lương của ông Park Hang-seo cao hơn so với huấn luyện viên Philippe Trousseau do huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng với mức lương đãi ngộ tốt hơn vì đã đoạt được kỳ tích vô tiền khoáng hậu mà ông Park đã mang lại cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Tầm cỡ như ông Park Hang-seo dĩ nhiên là không nhận mức lương thấp. Về phía VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng suy tính về điều này. Quan điểm của VFF là muốn có vị huấn luyện viên giỏi thì không tránh khỏi việc trả lương cao. Lương cao thì cũng đi kèm với áp lực công việc và thành tích. Và xin kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày 19 tháng 2, lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2023 diễn ra tại nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua tiền đạo Tuấn Hải Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Thể Công Viettel đã vinh danh với danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Đây là kết quả khiến nhiều người bất ngờ ở giải đấu năm nay. Cả hai cầu thủ đều không ứng viên nào vượt trội hơn cả. Bình luận viên Quang Tùng nhận định sự so kè giữa hai cầu thủ, giữa Tuấn Hải và Hoàng Đức ở giải đấu năm nay rất xít sao. Vì vậy, một trong hai người giành chiến thắng đều nằm trong dự đoán. Có thể nhiều người sẽ bất ngờ với kết quả cuối cùng, vì ở nửa mùa giải 2023, Tuấn Hải là cầu thủ có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu xét về một quá trình mùa giải 2023, thì Hoàng Đức lại là cầu thủ tốt và có sự ảnh hưởng lớn đến các câu lạc bộ của mình. Điều đó được phản ánh thông qua các chỉ số như bàn thắng hay đường truyền hay danh hiệu cầu thủ xuất sắc. Đó có thể là lý do để thuyết phục lá phiếu bầu chọn cho tiền vệ này.
Thành tích cùng tập thể là yếu tố không có nhiều ý nghĩa khi bầu chọn giải thưởng này. Quả bóng vàng năm 2023 bởi các ứng viên đều không có danh hiệu, huy chương hay cúp câu lạc bộ cũng như tuyển Việt Nam. Khi yếu tố tập thể không khác nhau nhiều thì ảnh hưởng cá nhân là điều được cân nhắc. Về điều này, Hoàng Đức vượt trội về lối chơi cũng như việc tạo dấu ấn về chuyên môn suốt cả mùa giải 2023. Trong khi đó, bình luận viên Quang Huy lại bày tỏ tiếc nuối cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải ở mùa giải năm nay. Tôi luôn đánh giá cao Hoàng Đức về mặt kỹ thuật, chuyên môn và dấu ấn. Tiền vệ này chơi tốt ở V-League 2023. Khi danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia không có thì giải quốc nội cũng là nền tảng để lựa chọn nên quả bóng vàng năm 2023. Hoàng Đức xứng đáng vì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Tuy nhiên, bản thân tôi đã dành phiếu bầu chọn cho Tuấn Hải và những tiền đạo này đã thể hiện trong mùa giải năm 2023. Dù là Hà Nội FC không thành công trong năm 2023 nhưng Tuấn Hải lại thi đấu tốt ở cả hai mặt trận AFC Champions League và V-League và có rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Tất nhiên, mọi cuộc bình chọn đều sẽ có sự tranh cãi, ý kiến trái chiều xung quanh. Nhưng người chiến thắng là người nhận được số phiếu bầu cao nhất. Hoàng Đức đã có 2 lần nhận danh hiệu cao quý sau giải thưởng năm 2021. Đây sẽ là niềm động viên, khích lệ và động lực để Hoàng Đức tìm lại giá trị của bản thân. Chắc chắn sẽ ghi dấu ấn trong năm 2024. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.